Hiện tại, showbiz Việt đang trải qua một bên chấn động trước thông tin hai nghệ sĩ nổi tiếng, một diễn viên 37 tuổi và một nhạc sĩ si 42 tuổi bị bắt vì tội cưỡng hiếp một cô gái 17 tuổi tại Tây Ban Nha. Trong lời khai, nạn nhân cho biết cô đến từ Vương quốc Anh, đang dùng bữa tối với mẹ, dì và bà của mình trong một nhà hàng bên bờ biển. Sau đó họ tham gia giao lưu với những người Đức, ngồi bàn bên cạnh, gồm hai nam một nữ. Nạn nhân sau đó ra ngoài hút thuốc, vì tại Tây Ban Nha, việc hút thuốc bị cấm trong khuôn viên nhà hàng. Thời điểm đó hai nghệ sĩ nói trên đã tiếp cận cô và cùng nói chuyện. Sau khoảng 10 phút, người thân của cô gái phát hiện ra cả cô và hai người đàn ông không còn ngồi trên bãi biển nữa nên đi tìm. Trong quá trình tìm kiếm, một người phục vụ của nhà hàng đã nói rằng anh nhìn thấy cô gái và hai người đàn ông rời đi theo hướng khác, vì vậy hai người phục vụ, người gì và một người Đức tiếp tục đi tìm cô gái. Cuối cùng họ tìm thấy cô gái khóc trên tầng gần với khách sạn và đưa cô trở lại nhà hàng. Tại đây cô gái nói rằng, những người đàn ông kia đã tấn công cô. Cô gái trẻ cũng kể lại, hai người đàn ông này nói với cô rằng họ muốn chỉ cho cô một bãi biển khác gần đó và sau đó dẫn cô đến phòng khách sạn của họ, nơi họ lần lượt cưỡng hiếp cô. Sau khi vụ việc xảy ra, nhiều người có mặt ở nhà hàng lẫn nhân viên tại đây đã giữ hai người đàn ông lại và ngay lập tức gọi cảnh sát đến. Trong lúc chờ cảnh sát, nhạc sĩ 42 tuổi khai rằng họ không đưa cô gái lên phòng và chỉ trò chuyện với cô bên bờ biển. Mặc dù cô gái lệ tần khách sạn và cảnh quay từ camera cho thấy điều ngược lại, nam diễn viên 37 tuổi thì khẳng định không biết gì và không thể nhớ những gì đã xảy ra. Cả hai sau đó đã bị bắt bởi cơ quan chức năng Gradia, Tây Ban Nha. Hiện tại cảnh sát vẫn chưa công bố tên của hai nghệ sĩ này, song đã tịch thu hộ chiếu của họ. Truyền thông địa phương cho biết hai nghệ sĩ này từ chối trả lời các câu hỏi khi họ xuất hiện trước tòa. Hiện vẫn chưa do hai nghệ sĩ này đến đảo Majorca để làm việc hay du lịch. Tại Việt Nam, mạng xã hội đang rầm rộ bàn tán về vụ việc này. Dù danh tính của hai nghệ sĩ nói trên chưa được tiết lộ, nhưng đa số cư dân mạng đều gọi tên diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hải Anh do có nhiều chi tiết trùng hợp. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh New để cập nhật tin tức nóng hổi trong ngày.